Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi hãng hàng không Starlux có chuyến bay về Việt Nam. Jin và Kim Thư Jewelry bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 7149859999. Cảm ơn quý vị vẫn đang tiếp tục theo dõi phần tin tức sáng nay. Và thưa quý vị, quay trở về những bản tin địa phương thì mới đây các bác sĩ ở tại bệnh viện Johns Hopkins đã lên tiếng cảnh báo về một cái căn bệnh mà trước đây đó vốn vô cùng hiếm gặp, nhưng mà trong cái trường hợp này lại xảy ra cho ba đứa nhỏ, là ba anh em trong một gia đình ở tại Indiana. Thì trong ảnh, thưa quý vị, là ba bé Lincoln, Norin và Rimley. Ba em đều đã được chẩn đoán mắc một cái căn bệnh gọi là Chiari Malformation. Không biết dịch căn bệnh này, thưa quý vị, nhưng mà một cái dạng hộp sọ đó phát triển bất bình thường, đặc biệt là ở phần sau gáy. Thì các bác sĩ ở tại Johns Hopkins cho biết là ba em này đó, lúc mới sinh ra mọi thứ đều bình thường, nhưng mà lần lượt bé lớn nhất, thưa quý vị, là Rimley năm nay 10 tuổi, còn hai em này đó, một em 6 tuổi và một em mới 3 tuổi, tự dưng cái phần não khi mà nó phát triển theo độ tuổi đó thì không biết làm sao mà với cái loại bệnh này, Chiari Malformation, là cái phần não ở phía sau gáy thay vì nó nằm trọn ở trong cái hộp sọ thì nó lại từ từ nó tràn ra khỏi cái hộp sọ và nó đi vào trong cái phần xương sống, thưa quý vị. Mà khi mà tràn xuống cái phần xương sống như vậy thì nó sẽ đụng phải những cái dây thần kinh. Cho nên là từ trước khi mà trước khi mà được chẩn đoán mắc đúng bệnh đó, thì ba em này đó, những cái giai đoạn ban đầu là bị những cái cơn nhức đầu từ nhẹ bắt đầu nặng, rồi tự dưng ói mửa liên tục. Thì nhưng mà tại vì cái lúc đó đó tuổi còn quá nhỏ mà đi bác sĩ gia đình đó, mà đây là cái bệnh rất hiếm gặp, Johns Hopkins cho biết là cái xác suất đó là trong 100.000 người chưa đến một người sẽ bị nữa. Cho nên lúc ban đầu tuổi nhỏ như vậy thì bác sĩ lại cứ tưởng là trẻ nhỏ cái giống như cái phần dịch vị nó bé rồi dễ bị ói mửa còn nhức đầu, thì bây giờ họ cũng không biết làm sao, cho nên là họ chỉ kê toa bình thường rồi thôi. Nhưng mà bắt đầu từ từ ba em đó, những cái triệu chứng nó nặng nề thêm, đó là chẳng hạn như bắt đầu bị đau cổ, rồi đi không vững nữa, và đặc biệt khi mà nó đã đè lên cái dây thần kinh đó, thì mắt với tay cùng lúc của cả ba đứa nhỏ luôn, coi như là nó không có phối hợp được, thôi quý vị. Giống như mắt thì nhìn một hướng mà cái tay thì lại không có điều khiển để mà làm được theo cái hướng đó, cho nên đến cuối cùng phải gia đình phải đưa vào ở trong bệnh viện Johns Hopkins, là những nơi mà về chuyên khoa đó, thì cuối cùng các bác sĩ họ mới tìm được cái vấn đề này. Và bây giờ Johns Hopkins họ thông qua cái trường hợp này thì họ cũng bắt đầu kêu gọi cộng đồng ở trong y khoa đó tiếp tục nghiên cứu về cái loại bệnh Chiari Malformation này, tại vì thứ nhất vốn là bệnh hiếm gặp, cho nên là số bệnh nhân ở trên thế giới vẫn rất là ít. Mà trước đây đó, các bác sĩ họ không nghĩ đây là một cái căn bệnh di truyền, nhưng mà bây giờ cả ba đứa nhỏ trong cùng một cái gia đình sinh ra đều bị, thì bây giờ các bác sĩ họ đặt câu hỏi là liệu chăng Chiari Malformation này có di truyền từ trên phía ông bà truyền xuống hay không? Dạ vâng. Kính thưa quý vị, các cuộc giao tranh giữa Ukraine và Nga trong suốt thời gian qua thì nó cũng chưa bao giờ nó có dấu hiệu dừng lại, và càng ngày nó càng một cái dấu hiệu mà nó trầm trọng thêm. Riêng ngày hôm qua thì tổ chức NATO cũng đang xây dựng những cái kế hoạch để mà họ có thể quản lý việc sơ tán những cái số lượng lớn, những cái binh lính mà bị thương, phòng cái trường hợp mà nó xảy ra cái cuộc chiến tranh thật là lớn với Nga và Ukraine trong cái thời gian sắp tới. Riêng cái trung tướng Alexander Sauri Frank, thưa quý vị, ông là chỉ huy trưởng của Bộ Tư lệnh hỗ trợ và hỗ trợ chung của NATO. Ông cũng cho biết là trong những cái trường hợp mà xảy ra chiến tranh với Nga, thì các lực lượng ở phương Tây cũng có thể sẽ phải đối mặt với những cái thách thức khác, với những cái thách thức mà họ đã từng trải qua ở các vùng như là ở cuộc chiến ở Afghanistan hoặc là Iraq trong quá khứ. Ông cũng cho biết rằng là một cái cuộc xung đột với Nga có thể là sẽ liên quan đến một cái chiến trường lớn hơn, và cái số lượng binh lính bị thương cao hơn nữa, cũng như là những cái thách thức đối với việc sơ tán bằng đường hàng không do hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu của Nga gây ra.
Riêng ông thì ông cũng cho biết rằng là những cái chiến lược của liên minh nhằm di chuyển những cái binh lính bị thương ra khỏi những cái gọi là những cái cuộc chiến đó có thể là bao gồm việc là sử dụng máy bay trực thăng hoặc là tàu hỏa hoặc là xe bus hoặc là những cái xe chuyên dụng để mà chuyên chở những cái binh lính bị thương này đến bệnh viện. Riêng Tổng thống Nga Putin thì ông cũng đã đưa ra những cái cảnh báo ngày càng mạnh hơn đối với phương Tây khi mà ông dự đoán là sẽ có những cái quyết định cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga trong những ngày vừa qua. Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cũng nói rằng là từ lâu ông cũng đã kêu gọi rất là nhiều những cái sự phê duyệt về việc mà sử dụng vũ khí và những cái gọi phòng hỏa tiễn phòng không của phương Tây như là tên lửa Storm Shadow của Anh và hệ thống tên lửa là ATACMS do Hoa Kỳ sản xuất để mà tấn công vào các mục tiêu sâu hơn vào bên trong của lãnh thổ của Nga. Nhưng các quan chức Hoa Kỳ người ta giấu tên, người ta cũng nói rằng là với những cái tờ báo khi mà phỏng vấn thì họ nói rằng là những cái cơ quan tình báo của Hoa Kỳ cũng tin rằng là ông Putin cũng sẽ sử dụng những cái gọi là những cái vũ lực mạnh hơn trong cái thời gian sắp tới, bao gồm là các cuộc tấn công có khả năng là gây chết người rất là nhiều trên diện rộng hoặc là chống lại phía bên Hoa Kỳ và một số đồng minh của phương Tây khi mà họ cho phép các cuộc tấn công như vậy nó xảy ra giữa Nga và Ukraine. Và quay trở về những bản tin địa phương thì thưa quý vị, mới đây một phụ nữ chuyển giới, thật sự ra cái ông này ông là đàn ông nhưng mà khi mà ở trong tù rồi đó thì không biết sao phạm nhân mà vẫn được tiểu bang cho tiền để mà cung cấp rồi thực hiện những cái cuộc chuyển giới, chích thuốc này nọ ở trong nhà tù. Thì đây là hình ảnh của Alex Ray Scott. Trước đây khi mà giết người thì bây giờ đó vốn đang ngồi tù cho một cái vụ giết người khác thì bây giờ bị phía công tố viên điều tra ra là hung thủ giết một người khác nữa ở hai tiểu bang New York và Oklahoma. Thì đây chính là hình ảnh hiện nay của Alex Scott, 28 tuổi thưa quý vị. Alex Scott đó vốn đang ngồi tù vì không biết bằng tại sao là vào năm xin lỗi quý vị, vào tháng 5 năm 2020, cậu này đó tự dưng lúc đó ở tại New York City, trước đây là ở Oklahoma, nhưng mà không biết tại sao năm 2020 đi vào trong một cái sở cảnh sát ở tại New York City thú nhận mình đã giết một người đàn ông thưa quý vị, tên là Robin Skodopo. Chúng tôi không có hình của ông Skodopo này. Thì ông Alex này đó, ông khai là trước đây ở Oklahoma, ông thuê một căn phòng trong căn nhà của Skolopo, và sau đó thì tự dưng ông Skolopo này mất tích. Và lúc đó Alex này giải thích với những người xung quanh đó là ông chủ nhà tự dưng có việc phải đi tiểu bang khác và cũng nhanh chóng dọn đồ rời khỏi cái tiểu bang này. Thì cái vụ án của ông Skolopo đó, sau khi mà cả hai biến mất đó, thì một thời gian sau bạn bè của ông chủ nhà liên lạc không được, mới gọi báo cảnh sát, thì cảnh sát mở cái cuộc điều tra. Và đến cuối năm 2020 đó thì họ tìm thấy thi thể của cái ông chủ nhà ở tại một cái con suối, nhưng mà thi thể bị chặt ra làm nhiều khúc và quăng khắp nơi ở cái con suối đó. Thì vốn dĩ cái vụ đó cảnh sát chưa có giống như họ điều tra nhưng mà chưa có tìm ra nghi phạm hay sao, thì tự dưng cái tay này Alex Scott là sau khi mà rời khỏi Oklahoma đó đến New York thì đùng một ngày đi đến sở cảnh sát nhận tội mình giết ông Skodopo đó. Thì vốn là bị án tù 40 năm cho cái vụ giết chặt thay ông chủ nhà rồi, và đang trong cái quá trình chuyển giới ở trong nhà tù, thì bây giờ phía công tố viên đó, họ ở bên ngoài họ đang điều tra vụ án của một cái ông chủ tiệm cầm đồ giàu có ở New York City thưa quý vị. Đây là ông tên là Kenneth Savinsky, bị chết vào tháng Giêng năm 2021, nghĩa là chỉ mấy tháng sau khi mà cái tay Alex dọn từ Oklahoma đến New York. Thì ông này đó bị chết ở trong cái căn apartment sang trọng của mình, mà trên người đó đầy những cái dấu vết là bị dao đâm, và tài sản ở trong nhà là những cái món nữ trang rồi tiền bạc bị mất. Thì cảnh sát khi mà họ điều tra họ phát hiện là một ngày trước khi ổng bị giết đó, ổng đã lên những cái trang ứng dụng hẹn hò dành cho những người đồng tính, và ổng đã hẹn gặp một cái nhân vật tên là
Jennifer, thì cảnh sát tin là sau khi mà hẹn cái người tên Jennifer này về đó, thì bị hung thủ nổi lòng tham cướp của và giết ổng. Thì sau một sau khi mà điều tra một lúc thì cảnh sát mới tìm được là cái tên mà ghi là Jennifer đó, IP address ở đâu, và dẫn họ đến nhà. Thì cuối cùng thì ra là cái tay Alex Scott này, nghĩa là tay này đó đã giết cái ông chủ tiệm cầm đồ, và sau khi mà xài hết tiền bạc thì chắc có thể là tinh thần cũng có vấn đề thôi quý vị, cho nên mới đi đến sở cảnh sát, nhưng mà lại thú tội cho một cái vụ án ở Oklahoma, nhưng mà bây giờ cũng đã bị kết án thêm 30 năm tù cho cái vụ giết ông chủ tiệm cầm đồ ở tại New York City. Dạ vâng quý vị, giữ mình, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài.